Đồng bào thân mến, kiều bào thân mến, năm nay là năm thứ tư của kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất. Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch, đồng bào miền Bắc hãy hăng hái thi đua yêu nước, đẩy mạnh hai phong trào trong công nghiệp, nông nghiệp và cuộc vận động đồng bào miền xuôi đi tham gia xây dựng miền núi. Đồng bào miền Nam đang anh dũng chiến đấu cho tự do độc lập và đang giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Đồng bào miền Bắc phải hết lòng ủng hộ đồng bào miền Nam, phải ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi, làm cơ sở vững mạnh cho công cuộc đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà. Kiều bào ở nước ngoài luôn luôn đoàn kết chặt chẽ và hướng về tổ quốc thân yêu. Bắc Nam như cội với cành, anh em ruột thịt đấu tranh một lòng. Rồi đây thống nhất thành công, Bắc Nam ta lại vui chung một nhà. Mấy lời thân ái nôm na, vừa là kêu gọi, vừa là mừng xuân.